chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ năm ngày 8/12/2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài, đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký, 1 like nha các bạn.